lá thư tình đầu vào năm lớp 8 cho cô bạn học lớp 82, định nói trực tiếp nhưng mà đâu dám, nên đành viết thư tay. Đầu thư là ngày đầu cấp đầy gió, giữa sân trường có cờ đỏ tung bay, tình cờ lại gặp bạn vào ngày đó, cũng là lần đầu tiên mình lung lay. Có lẽ hình như từ khoảnh khắc đó, đêm nào về mình cũng tương tư, vì hình ảnh bạn xen lẫn tâm trí, muốn nói ra lắm nhưng lại lưỡng lự. Nếu là chủ đề tính học địa lý thì mình biết hết từ đủ tới dư, nhưng nếu nói về trình độ tán gái thì nói thật ra là mình chưa thử tính kỹ hết. Trong tuổi con gái thì mình chưa thấy ai được xinh đẹp với lại duyên dáng. Giống bạn thứ hai, giờ mà nói yêu thì cũng còn sớm, bởi vì tụi mình mới học cấp 2. Nếu bạn đồng ý cho mình cơ hội thì hẹn gặp lại ở trong tương lai nè. Nhưng đó chỉ là một câu chuyện hư cấu. Bài này mình viết là dựa trên một câu chuyện hư cấu, nhưng mà mẹ dạy nói dối là rất xấu, nên mình mới mong đó chỉ là một câu chuyện hư cấu. Cũng gần 10 năm sau lá thư ấy, mình mới nhớ về bạn có một chút đổi thay. Như người âm phụ lúc 3 giờ sáng, lúc nào mình cũng như là trên cõi máy. Đã lâu rồi mình chưa gặp lại, hẹn gần hẹn lượt chi bằng tối nay mình hẹn nhau ra quán để nhậu. Nếu như nghe tất cả rồi cũng tới say, thì ra lâu nay mình gần nhau vậy, mình có 5 phút mà ngỡ cách xa. Rồi mình cứ hẹn lên những buổi hẹn, những nơi mà chỉ có chúng ta. Tay cầm lon bia lên uống một ngụm, gấp miếng thịt đỏ vào lẩu nhúng, quá tò mò một chút nên định hỏi từ khi tốt nghiệp có gì diễn ra. Nói mình nghe lon nay bạn ra sao, có còn hay cười như ngày nào. Mình mong gặp bạn từng giây từng phút, và kể cả là trong chim bao. Lời chưa kịp cất thì chồng và con của bạn ngoài cửa bước vô chào, gấp vội lá thư nhỏ vào trong túi lá thư ngày đó mà mình chưa dám trao. Mình biết là hơi khó, nhưng mà hy vọng các bạn sẽ tin đó là một câu chuyện do mình bị nghe ra. Mà cũng không biết được rồi nha. Nhưng đó chỉ là một câu chuyện hư cấu. Bài này mình viết là dựa trên một câu chuyện hư cấu, nhưng mà mẹ dạy nói dối là rất xấu, nên mình mới mong đó chỉ là một câu chuyện hư cấu. Nhưng mà mẹ dạy nói dối là rất xấu, nên mình mới mong đó chỉ là một câu chuyện hư cấu. Nên mình mới mong đó chỉ là một câu chuyện hư cấu.